Xin chào thầy và tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ làm bài tập tuần này, bài tập 5. Điều khiển led 8 led 7 đoạn. Đếm theo yêu cầu, led 12 đếm từ giá trị 0 đến 15, mỗi lần tăng một giá trị. Led 7 8 đếm xuống từ 26 xuống 0. Mỗi lần giảm hai giá trị, các led còn lại hiển thị dấu trừ. Chú ý việc đếm lên và đếm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo chu kỳ. Đầu tiên em sẽ vẽ mạch mô phỏng trước. Thank you.
em đã hoàn thành xong cái mặt sơ đồ nguyên lý. Bây giờ em sẽ chuyển qua phần vẽ lưu đồ. Đây em đã chuẩn bị trước lưu đồ. Đầu tiên là begin, sau đó chúng ta khai báo thư viện cấu hình kích chân. Mình gán cho hai biến là biến lên và biến xuống. Thì biến lên mình gán nó bằng 0 và biến xuống mình gán nó bằng giá trị 26. Mình sẽ hiển thị led theo yêu cầu của đề bài. Theo yêu cầu thì led biến lên á, nó sẽ tăng một đơn vị và biến xuống sẽ giảm hai đơn vị. Khi mà biến lên nó vượt quá giá trị 15 thì biến lên nó sẽ quay trở về bằng giá trị 0, và khi biến xuống vượt thấp hơn giá trị 0 thì biến xuống sẽ trở về giá trị 26. Lặp lại cứ như thế, tạo ra một cái vòng lặp hiển thị led theo yêu cầu. Em sẽ chuyển qua phần code. Đầu tiên thì chúng ta khai báo thư viện chúng ta sử dụng ở đây là thư viện 16F887. Chúng ta sử dụng thuật ăn ở chúng ta sử dụng thuật ăn là 20 MHz nên chúng ta khai báo là 2 bit. Sử dụng hàng delay 20 mili giây. Chúng ta khai báo một cái hàm hàng 8 bit gọi là mã 7 đoạn từ 0 đến 9. Sau đó khai báo một cái dữ liệu hiển thị 8 bit. Theo yêu cầu của đề bài là hai số đầu, nó sẽ hiện lên hai số đầu và hai số cuối ở giữa bốn số là sẽ là bốn dấu gạch. Ở đây khai báo, em khai báo là do lưu đồ, do lưu đồ, do phần lưu đồ là nếu mà biến số nó nhỏ hơn không, biến số nhỏ hơn không là coi như là xét về giá trị âm, nên là ở đây em sẽ không dùng anh sai mà em dùng sai để cho nó quét từ 128 đến 127. Cho ba biến này là lên xuống và quét, em gọi một hàm hiển thị. Sau đó em khai báo biến y và t. Em chọn t là chu kỳ với t là nhỏ hơn 40 cho nó loát hết. Sau đó em gọi biến quét. Biến quét ở đây cho quét bằng 0 nhân FE. Nghĩa là dịch sinh là giá trị cuối cùng của nó là bằng là nó sáng. Em cho một cái vòng lặp y bằng 0, y bén 8 và y tăng dần, thì cái bọt sơn nó sẽ xuất ra cái dữ liệu quét. Bọt d sẽ xuất ra dữ liệu quét và bọt sơn xuất ra dữ liệu của cái dữ liệu hiển thị này. Ở đây sử dụng hàm delay 2 mili giây. Output sơn bằng 0 nhân FF thì quét sẽ bằng quét dịch sinh trái một đơn vị. Mỗi lần nó sẽ dịch sinh trái một đơn vị làm sáng. Ở đây em sử dụng là cộng anode chung nên là nếu bằng 0 á, nếu mà cái số này bằng 0 thì là sáng, còn số 1 là tắt. Em gọi một hàm chính ở đây, hàm main. Em khai báo bọt C, em khai báo bọt D. Cho biến lên bằng 0 và biến xuống bằng 26, em tạo một cái vòng lặp. Thì khi mà dữ liệu hiển thị ở cái chỗ 7 này, nó sẽ hiện lên là mã 7 đoạn bằng xuống chia cho 10 lấy phần dư. Dữ liệu hiển thị ở line 6 này sẽ là mã 7 đoạn xuống chia cho 10 lấy phần nguyên. Thì mỗi lần xuống như vậy là sẽ giảm hai đơn vị. Và khi nào xuống mà bé hơn 0 thì xuống đó, thì cái dữ liệu số này nó sẽ quay trở về biến là quay trở về giá trị 26. Dữ liệu hiển thị 1 là khi là mã 7 đoạn này sẽ là lấy giá trị lên chia cho 10 lấy phần dư. Mã 7 đoạn lấy giá trị lên chia 10 lấy phần nguyên, và mỗi lần lên là lên một đơn vị, và khi nào mà lên á nó vượt quá giá trị 15 á thì lên nó sẽ quay về giá trị 0. Thì đúng như cái lưu đồ em đã cho. Và nó sẽ gọi cái hàm hiển thị này ra. Sau đó nó cứ lặp lại từ cái vòng lặp này đến cuối cùng này luôn. Sau đây em sẽ combine nó. Em sẽ chạy thử trên chương trình. Thank you.
xin lỗi, ngoài đường hơi ồn xíu. Bên phải nó mỗi lần nó giảm 2 đơn vị, bên trái mỗi lần tăng 1 đơn vị. Như vậy là em đã hoàn thành xong theo đúng yêu cầu đề bài. Em xin kết thúc chương trình, kết thúc tại đây.